Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang video thứ 2 trong khóa học lớp 10 của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một kiến thức mới, đó chính là chuyển động thẳng đều và các dạng bài tập liên quan đến chuyển động thẳng đều. Đầu tiên chúng ta cần phải đi tìm hiểu lý thuyết về chuyển động thẳng đều. Chúng ta sang phần A nhé. A là lý thuyết. Đầu tiên chúng ta cần phải đi tìm hiểu khái niệm thế nào là chuyển động thẳng đều. Một nhỏ khái niệm. Trong bài học đầu tiên của chúng ta thì chúng ta đã biết khái niệm về quỹ đạo chuyển động rồi. Chúng ta biết quỹ đạo chuyển động của một vật đó chính là đường nối tất cả các điểm mà vật chuyển động đi qua. Và dựa vào hình dạng quỹ đạo chuyển động, người ta chia thành các dạng chuyển động, đó là chuyển động thẳng này, chuyển động cong này, chuyển động tròn, vân vân. Và chúng ta đang quan tâm đến chuyển động thẳng. Vậy chuyển động thẳng là gì? Chuyển động thẳng được định nghĩa là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng. Đó, đấy là cái khái niệm đầu tiên chúng ta cần nắm được ở đây đã nha. Chuyển động thẳng. Đó, chuyển động thẳng là chuyển động trên quỹ đạo là đường thẳng. Đó. Và ta tiếp tục đi tìm hiểu khái niệm chuyển động thẳng đều. Như vậy, chuyển động thẳng đều có nghĩa là chuyển động thẳng và thỏa mãn thêm một tính chất nữa là đều. Vậy đều ở đây có nghĩa là gì? Đều tức là không thay đổi. Vậy cái gì không thay đổi trong chuyển động thẳng đều? Đó chính là yếu tố tốc độ trung bình. Chuyển động thẳng đều được định nghĩa là chuyển động thẳng có tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường là như nhau. Đó, có tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường là như nhau. Khái niệm tốc độ trung bình chúng ta đã được tìm hiểu ở bài đầu tiên rồi nha. Như vậy, các em nắm cho cô khái niệm chuyển động thẳng đều. Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng có tốc độ trung bình. Có tốc độ trung bình như nhau trên mọi đoạn đường như nhau trên mọi đoạn đường. Đó là khái niệm. Tiếp theo, chúng ta đi tìm hiểu sang phần 2 nhỏ. Ta đi tìm hiểu các đại lượng, các đặc trưng của chuyển động thẳng đều. 2 nhỏ. Các đại lượng đặc trưng của chuyển động thẳng đều. Đặc trưng thứ nhất của chuyển động thẳng đều chính là yếu tố vận tốc. A. Vận tốc. Nha. Chúng ta biết vận tốc là một đại lượng vector. Đó. Ở đây ta đang nói đến vận tốc, tức là nói đến vector vận tốc nha, vector vận tốc. Đó, đây là ký hiệu của vector vận tốc. Rồi, chúng ta biết một đại lượng vector thì nó sẽ có các yếu tố bao gồm có phương, chiều và độ lớn. Vậy thì vector vận tốc là một đại lượng có phương, chiều, độ lớn. Vậy ý nghĩa của nó là gì? Các em lưu ý rằng phương, chiều
của vector cho chúng ta biết phương chiều của chuyển động. Chúng ta lưu ý rằng chiều chuyển động chính là chiều của vector nha. Đó, như vậy ta có phương chiều của vector vận tốc là phương chiều chuyển động Còn độ lớn của vector vận tốc thì cho chúng ta biết điều gì? Các em lưu ý rằng độ lớn của vector vận tốc cho chúng ta biết được sự chuyển động nhanh chậm của vật. Đó, đặc trưng cho sự chuyển động nhanh chậm của vật nha. Như vậy, độ lớn của vận tốc cho biết tính nhanh chậm của chuyển động. Đó, cho biết tính nhanh chậm của chuyển động. Và các em lưu ý rằng trong chuyển động thẳng đều thì độ lớn của vận tốc là một hằng số, tức nghĩa là nó là một đại lượng không thay đổi theo thời gian nha. Đó, độ lớn của vận tốc cho biết tính nhanh chậm của chuyển động. Và trong chuyển động thẳng đều, thì độ lớn của V là không đổi. Độ lớn của V là không đổi nha. Đó. Và có một cái đặc điểm các em cần chú ý ở đây, đó là nếu như trường hợp vật chuyển động theo một chiều thì ta còn có một cái tên gọi khác của độ lớn vận tốc, đó chính là tốc độ. Đó chính là tốc độ. Tức nghĩa là nếu vật chuyển động theo một chiều thôi thì độ lớn của vận tốc được gọi là tốc độ nha. Đấy là một cái lưu ý ở đây. Tiếp tục chúng ta chuyển sang đặc trưng thứ hai của chuyển động thẳng đều, đó chính là quãng đường. B, quãng đường đó. Quãng đường trong chuyển động thẳng đều được tính như thế nào? Quãng đường trong chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức S bằng V nhân T, một công thức khá là quen thuộc với chúng ta. Trước đây chúng ta học về chuyển động cơ học ở lớp 8, chúng ta đã từng có công thức quãng đường bằng tốc độ nhân với thời gian chuyển động. Thì lúc này chúng ta lại gặp lại công thức đó. Và đến bây giờ chúng ta phải lưu ý rằng công thức này nó chỉ đúng đối với chuyển động thẳng đều thôi. Các em lưu ý nha. Đó, công thức này nó đúng đối với chuyển động thẳng đều ở đây. Rõ chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ xét. Ở trong công thức này, ta có V ở đây là tốc độ chuyển động. Đó, nó chính là tốc độ trung bình. Vì trong chuyển động thẳng đều, tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường là như nhau, nên ta có thể gọi một cách ngắn gọn là tốc độ chuyển động. Ta không cần thiết phải nói là tốc độ trung bình nữa. Còn T ở đây là thời gian chuyển động. Đó, thời gian chuyển động. Trong chuyển động thẳng đều, ta có tốc độ chuyển động là một hằng số, vì chúng ta có định nghĩa rồi. Chuyển động thẳng đều có tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường là như nhau. Như vậy, trong chuyển động thẳng đều, tốc độ chuyển động là một hằng số. Vậy nếu như tốc độ chuyển động là một hằng số thì ta có mối quan hệ giữa quãng đường và thời gian ở đây. Chúng ta thấy ngay, đó chính là mối quan hệ giữa hai đại lượng tỷ lệ thuận. Như vậy chúng ta lưu ý ở đây đó là vì V không đổi nên ta có quãng đường S tỷ lệ với thời gian T. Đó, S tỷ lệ với T. Tỷ lệ đây là tỷ lệ thuận. Em lưu ý nha. Về mặt đơn vị thì
chúng ta cũng lưu ý rằng quãng đường đơn vị là đơn vị độ dài. Vận tốc được tính theo đơn vị của quãng đường và thời gian. Đó, thế chúng ta lưu ý rằng khi chúng ta sử dụng công thức này chúng ta phải để đơn vị cho hợp lý. Ví dụ, nếu như vận tốc chúng ta có đơn vị là km trên giờ thì bắt buộc thời gian đây chúng ta phải tính bằng giờ, và từ đó chúng ta sẽ ra quãng đường là km. Khi chúng ta sử dụng công thức vật lý là chúng ta phải để ý đến đơn vị cho phù hợp. Đó. Giờ chúng ta chuyển sang đặc trưng thứ 3 của chuyển động thẳng đều, đó chính là phương trình tọa độ theo thời gian. Phương trình tọa độ theo thời gian giúp chúng ta xác định được tọa độ của vật chuyển động ở các thời điểm khác nhau. Chúng ta đã được học về khái niệm thời điểm rồi. Và chúng ta biết đó là để xác định được vị trí của vật chuyển động thì chúng ta cần có hệ trục tọa độ. Và trên hệ trục tọa độ chúng ta sẽ xác định được tọa độ, giúp chúng ta biết được vị trí của vật tại một cái thời điểm xác định nào đó. Và phương trình tọa độ của chuyển động thẳng đều có dạng đó là x bằng x0 cộng v nhân t trừ đi t0. Đó, trong đó x0 ở đây là tọa độ tại thời điểm t0. x0 chính là tọa độ ban đầu của vật. Ban đầu ở đây là gì? Tọa độ ban đầu là tọa độ lúc đầu, lúc mà chúng ta bắt đầu xét cái chuyển động thẳng đều của vật, ta gọi tắt là tọa độ ban đầu. Và đương nhiên cái t0 này sẽ là thời điểm ứng với tọa độ ban đầu, thì ta sẽ gọi là thời điểm ban đầu. Như vậy chúng ta cũng có thể hiểu ở đây đó là gì đây? x0 là tọa độ ban đầu, là tọa độ ban đầu đó, là tọa độ ban đầu tại thời điểm ban đầu. T0. Đó, x0 là tọa độ ban đầu, T0 là thời điểm ban đầu nhá. Tiếp tục, V ở đây là gì? V là vận tốc chuyển động. Vận tốc chuyển động của vật. Đó, vận tốc chuyển động của vật. Đó. Khi nói vận tốc là nói đến giá trị chứ không phải là độ lớn. Giá trị thì có thể là dương hoặc có thể là âm. Ở bài hôm trước chúng ta biết rồi, đó là nếu như vật chuyển động theo chiều dương thì vận tốc sẽ dương, còn nếu như vật chuyển động ngược chiều dương thì vận tốc sẽ âm. Như vậy trong cái giải thích về vận tốc ở đây chúng ta cần phải nắm rõ được đó là nếu vật chuyển động theo chiều dương, vật đi theo chiều dương thì V của chúng ta sẽ nhận giá trị dương. Đó. Còn nếu như vật đi ngược chiều dương thì V sẽ là âm. Các em lưu ý rằng khi chúng ta thay vào phương trình tọa độ thì chúng ta cần phải thay giá trị của vận tốc. Tiếp tục chúng ta giải thích đại lượng tiếp theo, đó chính là x. X là gì? X ở đây chính là tọa độ của vật chuyển động tại một thời điểm T xác định nào đó. Như vậy ta có X là tọa độ tại thời điểm T. X là tọa độ tại thời điểm T. Rồi, đó là chúng ta giải thích về phương trình tọa độ theo thời gian. Và trong cái phần phương trình tọa độ này, khi chúng ta muốn xây dựng phương trình tọa độ của một vật chuyển động, ta có một cái chú ý rất là quan trọng sau đây. Đó là những bài chuyển động chúng ta xét, thường chúng ta sẽ chọn tọa độ ban đầu của vật trùng với góc tọa độ. Thời điểm ban đầu của vật chuyển động trùng với góc thời gian. Vậy nếu chúng ta chọn như thế thì chúng ta có được cái gì? Nếu ta chọn tọa độ ban đầu trùng với góc tọa độ thì ta có cái tọa độ ban đầu sẽ bằng
tọa độ của góc tọa độ tức là bằng 0, tức là x0 của chúng ta bằng 0. Nếu ta chọn thời điểm ban đầu t0 chung với góc thời gian thì ta sẽ có t0 bằng 0. Chúng ta đã biết về chọn góc tọa độ và chọn góc thời gian ở bài hôm trước rồi. Nó thuộc về phần hệ quy chiếu, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chú ý ở đây nhé. Chú ý. Đó. Nếu ta chọn góc tọa độ chung với tọa độ ban đầu thì x0 của chúng ta sẽ bằng 0. Đó. Còn nếu ta chọn góc thời gian chung với thời điểm ban đầu thì ta sẽ có được t0 bằng 0. Và đây là cái chúng ta thường làm trong các bài toán chuyển động. Đó, nên các em cũng lưu ý nha. Thế thì từ cái góc thời gian và góc tọa độ, chúng ta sẽ đi xác định được thời điểm và tọa độ ở các thời điểm khác nhau. Đó, và cách chúng ta xác định thời điểm cũng gần giống như là cách chúng ta xác định tọa độ. Đó, chúng ta sẽ căn cứ vào góc để chúng ta xác định. Đó, ở đây cô sẽ nhắc lại cho các em về cách xác định thời điểm mà hôm trước chúng ta đã nói. Đó, chúng ta có là để xác định thời điểm ta cũng có một cái trục thời gian giống như là trục tọa độ. Đó, đây là vị trí gốc tọa độ. Cô xin lỗi, đây là vị trí gốc thời gian. Gốc thời gian là ứng với thời điểm t bằng 0. Đó, trên trục thời gian này sẽ có hai hướng. Một hướng là tiến đến tương lai, là những thời điểm lúc sâu. Đó, thời điểm lúc sâu của góc thời gian tương lai. Nó tương tự giống như chiều dương ở trong trục tọa độ. Đó, tương lai. Thì ta sẽ có những cái thời điểm nằm ở tương lai sẽ là thời điểm dương. Còn chiều ngược lại của tương lai đó là quá khứ. Thì những cái thời điểm ở quá khứ sẽ ứng với thời điểm t âm. Đó, cũng giống như là tọa độ. Ta có những cái tọa độ nằm ở phía trục dương thì sẽ là tọa độ dương. Còn tọa độ nằm ở phía trục âm thì sẽ là tọa độ âm. Nha, các em lưu ý giúp cho cô về cái xác định này. Được chưa? Ta chuyển sang phần 3. Đó là chúng ta đi tìm hiểu về đặc điểm đồ thị của chuyển động thẳng đều. 3. Đồ thị chuyển động thẳng đều. Trong cái đồ thị này thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai dạng đồ thị của chuyển động thẳng đều. Thứ nhất đó là đồ thị vận tốc theo thời gian, và thứ hai đó là đồ thị tọa độ theo thời gian. A. Đồ thị vận tốc theo thời gian. Đó, ta viết là VT. Đồ thị VT. Chúng ta biết là chuyển động thẳng đều thì có vận tốc không thay đổi. Đó, vận tốc không thay đổi, độ lớn vận tốc không thay đổi thì chính xác hơn. Đó, nếu như vật chỉ chuyển động theo một chiều thôi thì ta có thể nói cụ thể đó là vận tốc không thay đổi. Đó, còn nếu như trường hợp mà vật chuyển động thẳng đều nhưng có sự đổi chiều chuyển động thì độ lớn vận tốc sẽ là không đổi. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ đi xét. Ở đây đồ thị của nó ta có, đồ thị của nó là một hàm hằng. V ở đây là hằng số. V đây là hằng số. Và chúng ta sẽ
vẽ cái đồ thị trong trường hợp vật đi theo một chiều thôi các em nhé. Đó, V làng số, tuy nhiên V có thể âm hoặc V có thể dương. Đó, nếu như V dương, tức nghĩa là chuyển động của vật là chuyển động theo chiều dương, thì ta có được đồ thị vận tốc theo thời gian là một đường thẳng, là một đường thẳng song song với trục thời gian, tức là trục OT, và cắt trục OV tại điểm có giá trị bằng giá trị vận tốc của chuyển động. Đó, đây là trường hợp V lớn hơn 0 nhé. V lớn hơn 0 thì chúng ta phải vẽ ở phía trục dương của trục OV, được chưa? Đó, giả sử nhé, giả sử khi đó V là V0. Đó, vận tốc chuyển động của vật là bằng V0. V bằng V0. Thì ta có là đồ thị của vận tốc theo thời gian là một đường thẳng song song với trục thời gian và cắt trục vận tốc tại một giá trị bằng vận tốc chuyển động của vật. Ví dụ là bằng V0. Còn nếu như trường hợp mà vận tốc của vật nhỏ hơn 0, tức là vật chuyển động ngược chiều dương, thì ta có đồ thị lúc này cũng là một đường thẳng song song với trục thời gian, tuy nhiên nó sẽ cắt trục vận tốc tại một điểm bằng V0, nhưng V0 sẽ âm, tức là sẽ cắt ở phía trục âm nhá, cắt ở phía âm của trục vận tốc. Đó, đây là trục OT, là trục thời gian này, còn đây là trục vận tốc này. Đó, đây là phần dương của trục vận tốc, còn dưới này là phần âm. Rồi, vậy đồ thị vận tốc lúc này sẽ là một đường thẳng song song với trục OT, là trục thời gian, và cắt trục vận tốc tại một điểm có giá trị là bằng V0, với V0 ở đây là nhỏ hơn 0 nha. Đó, V bằng V0 chính là vận tốc chuyển động của vật. Tiếp tục chúng ta chuyển sang loại đồ thị thứ hai, đó là đồ thị tọa độ theo thời gian. B, đồ thị tọa độ theo thời gian, ta ký là XT. Thế trước khi đi tìm hiểu xem đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều có dạng như thế nào, thì chúng ta đi phân tích biểu thức tọa độ theo thời gian, hay ta gọi là phương trình tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều mà ta vừa mới nói ở phần hai nhỏ xong. Ta có phương trình tọa độ của chuyển động thẳng đều, đó là x bằng x0 cộng v nhân t trừ đi t0. Đó, chúng ta khai triển biểu thức này ra một chút nhé. X0 cộng V nhân T trừ đi V nhân với T0. Đó, ta sắp xếp lại thì ta thấy là X sẽ bằng V nhân T cộng với X0 trừ đi V nhân T0. À, trong biểu thức tọa độ này thì ẩn số của chúng ta là thời gian, tức là T. Đây là biểu thức X theo T. Đó, hay ta có thể nói là hàm của X theo thời gian T. Đó, hàm của tọa độ theo thời gian T. Như vậy, chúng ta liên hệ với kiến thức toán học, chúng ta thấy hàm này có dạng của loại hàm nào mà chúng ta học trong toán. Các em thấy ngay, nó tương tự giống như hàm bậc nhất ở trong toán, đó là Y bằng AX cộng B, trong đó A, B là hàng số. Đó, đây là hàm của Y theo X, và ta gọi đây là hàm bậc nhất. Vậy các em so sánh, các em thấy là tọa độ X trong phương trình chuyển động tương tự với Y ở trong hàm bậc nhất, T là thời điểm ở trong phương trình chuyển động tương tự giống như ẩn X ở trong hàm bậc nhất. Thế còn V và cái biểu thức ở trong ngoặc này sẽ tương tự giống như hai hàng số A và B. Như vậy chúng ta thấy ngay, đó là
tọa độ của chuyển động thẳng đều là một hàm bậc nhất theo thời gian. Đó, vậy ta nhận xét ở đây đó là x là hàm bậc nhất. Theo thời gian t. Mà chúng ta học trong toán chúng ta biết rồi, đồ thị của hàm bậc nhất là một đường thẳng. Đó, thế vậy thì chúng ta sẽ xem là đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều sẽ như thế nào ở đây. Chúng ta dựa vào cách vẽ đồ thị ở trong toán, chúng ta sẽ vẽ ra được đồ thị tọa độ theo thời gian ở trong chuyển động thẳng đều. Chúng ta sẽ có xét hai trường hợp đúng không? Trong toán chúng ta sẽ xét hai trường hợp đó là A lớn hơn 0 thì đồ thị hướng lên phía trên, còn A mà nhỏ hơn 0 thì đồ thị hướng xuống. Thì đây chúng ta cũng sẽ có hai trường hợp như sau, đó là nếu mà V lớn hơn 0 thì đồ thị của chúng ta sẽ đi lên. Đó. Còn nếu mà V nhỏ hơn 0 thì đồ thị của chúng ta sẽ đi xuống. Rồi, cách vẽ đồ thị hàm bậc nhất đó là chúng ta sẽ lấy hai cái điểm mà thuộc đồ thị đúng không? Đó, thế thì ở đây ít nhất chúng ta phải lấy được cái điểm đầu tiên, tức là điểm xuất phát của đồ thị. Ở đây chúng ta xét nếu như trường hợp t bằng 0, ta thấy nếu t bằng 0 thì x sẽ chính là bằng cái biểu thức trong ngoặc, tức là bằng x0 trừ đi v nhân với t0. Ở đây cô đặt nhá. Đặt b bằng x0 trừ đi v nhân t0. Như vậy cái biểu thức tọa độ x của chúng ta có thể viết dưới dạng đơn giản, đó là x bằng v nhân t cộng với b. Đó. Để viết tương tự giống như hàm bậc nhất ở trong toán thì chúng ta vẽ đồ thị nó dễ, đúng không? Chúng ta có là khi t bằng 0, tức là tại thời điểm t bằng 0 thì x sẽ bằng b. Như vậy đồ thị của chúng ta bắt đầu từ giá trị x bằng b nha. Đó, chúng ta sẽ có đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều như sau. Đây, ta vẽ hai cái trục tọa độ nha. Đó. Trục thời gian. Và đây là trục tọa độ x. Giả sử đây là giá trị b. Đó, thì đồ thị của chúng ta sẽ đi lên bắt đầu từ giá trị b tại t bằng 0. Đó, đồ thị ta sẽ đi lên. Rồi, thế còn nếu như v nhỏ hơn 0 thì đồ thị của chúng ta sẽ đi xuống và cũng bắt đầu đi xuống từ giá trị x bằng b tại thời điểm t bằng 0. Đó, đây chính là dạng đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung lý thuyết của phần chuyển động thẳng đều. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một số dạng bài tập đặc trưng của chuyển động thẳng đều. Và cô sẽ giới thiệu cho các em 3 dạng bài tập. Dạng bài tập thứ nhất đó là dạng bài tập viết phương trình chuyển động, tìm thời điểm các vật chuyển động gặp nhau. Dạng bài tập thứ hai đó là bài toán về khoảng cách giữa các vật chuyển động. Và dạng bài tập thứ 3 đó là chúng ta sẽ tính toán theo đồ thị chuyển động. Chúng ta vào dạng bài tập đầu tiên nhé. Dạng 1. Viết phương trình chuyển động. Và tìm thời điểm gặp nhau. Trước khi chúng ta đi làm ví dụ thì cô sẽ đưa ra phương pháp để cho các em có thể hình dung ra cách giải quyết dạng bài tập này. Viết phương trình chuyển động, tức là chúng ta phải đi xác định được biểu thức x bằng x0 cộng v nhân t trừ đi t0. Đó. Đâu là một phương trình chuyển động rõ ràng? Ví dụ, một phương trình chuyển động rõ ràng
đó là một vật chuyển động thẳng đều có phương trình tọa độ theo thời gian là bằng 100 cộng 40 nhân t mét. Đó, đây là một phương trình rõ ràng. Và chúng ta viết phương trình chuyển động có nghĩa là chúng ta sẽ đưa từ phương trình tổng quát chúng ta được học đến cái phương trình rõ ràng này. Vậy viết phương trình chuyển động tức là chúng ta xác định những yếu tố nào? Các em so sánh giữa phương trình tổng quát và phương trình cụ thể. Chúng ta thấy viết phương trình chuyển động tức là chúng ta phải xác định được x0 bằng bao nhiêu. Xác định được V như thế nào, bằng bao nhiêu, âm hay dương. Và xác định được T0 bằng bao nhiêu. Đó. Thế vậy để xác định được những yếu tố này thì chúng ta cần phải làm gì? X0 là tọa độ ban đầu tại thời điểm T0. Chúng ta cần phải biết được tọa độ ban đầu và cần phải biết được thời điểm ban đầu. Mà muốn xác định được tọa độ thì chúng ta cần phải có góc tọa độ. Muốn xác định được thời điểm thì chúng ta cần phải có góc thời gian. Như vậy rõ ràng chúng ta cần phải chọn hệ trục tọa độ. Đó. Và chúng ta cần phải chọn vị trí gắn với góc tọa độ. Và chúng ta phải chọn góc thời gian. Tiếp tục, muốn xác định được vận tốc chuyển động thì chúng ta cần phải làm gì? Vận tốc chuyển động nó có thể dương hoặc âm phụ thuộc vào chiều chuyển động của vật. Đó, nếu vật chuyển động cùng chiều dương thì V sẽ dương, còn nếu vật chuyển động ngược chiều dương thì V sẽ âm. Vậy rõ ràng chúng ta muốn xác định được xem V âm hay dương thì chúng ta cần phải chọn chiều dương. Đó, chúng ta cần phải chọn chiều dương để chúng ta xem là cái vật chuyển động đó nó chuyển động cùng chiều dương hay ngược chiều dương, để chúng ta sẽ biết được dấu của vận tốc là âm hay dương. Đó. Nói tóm lại, chúng ta cần phải thực hiện cái công việc đầu tiên, đó chính là chọn một cái hệ quy chiếu. Đó, đó chính là chọn một cái hệ quy chiếu. Trong cái hệ quy chiếu đó sẽ có hệ trục tọa độ, và hệ trục tọa độ đó phải gắn với một cái vật làm mốc. Chúng ta cần phải chọn chiều dương và chúng ta cần phải chọn cái góc thời gian. Đó, đấy là việc mà chúng ta cần phải làm đầu tiên đã. Như vậy về phương pháp, thì bước đầu tiên là chúng ta cần phải chọn hệ quy chiếu. Đó, trong chọn hệ quy chiếu này chúng ta sẽ có hệ trục tọa độ. Và hệ trục tọa độ này cần phải gắn với vật làm mốc. Đó, hệ trục tọa độ này cần gắn với vật làm mốc. Được chưa? Và những bài toán chuyển động chúng ta thường gặp, ta thường sẽ chọn vật mốc chính là mặt đất. Đó, tức là gắn với trái đất của chúng ta. Thế nên ta thường có câu đó là chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất. Đó, ta thường sẽ chọn vật mốc. Là mặt đất. Đó, là mặt đất. Đó, ta thường nói là chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất. Được chưa? Và ở trong hệ quy chiếu này, ngoài hệ trục tọa độ thì chúng ta cần phải chọn góc thời gian nữa. Đó. Thế chiều dương thì ở đâu? Chiều dương thì chính là cái chiều dương ở trên cái hệ trục tọa độ đó rồi. Thì chúng ta thường sẽ nói một câu đó là chọn chiều dương là chiều từ đâu đến đâu. Ta thường nói là chọn chiều dương là chiều chuyển động chẳng hạn, hay là chọn chiều dương ngược chiều chuyển động nhá. Đó, thế như vậy ở đây chúng ta cũng bổ sung thêm, đó là chúng ta chọn luôn chọn chiều dương nhá. Đó, chọn chiều dương. Bước 2. Sau khi chúng ta chọn hệ quy chiếu xong rồi, các yếu tố của hệ quy chiếu xong rồi thì chúng ta sẽ đi viết phương trình. Viết phương trình. Đó. Có bao nhiêu vật chuyển động thì sẽ có bấy nhiêu phương trình. Giả sử có hai vật chuyển động thì chúng ta sẽ có phương trình của vật thứ nhất là x1 sẽ bằng x01 cộng v1 nhân t trừ đi t01.
x2 bằng x02 cộng V2 nhân T trừ đi T02. Đó, căn cứ vào hệ quy chiếu chúng ta chọn ở bước 1, chúng ta sẽ đi xác định được tọa độ ban đầu x01, x02, sẽ đi xác định được giá trị của vận tốc V1, V2, xác định được thời điểm ban đầu T01 và T02. Chúng ta thay vào đây và chúng ta sẽ được phương trình. Đó, thế thì khi mà chúng ta xác định dấu của vận tốc thì chúng ta lưu ý nhá. Đó là các em có thể nhìn ở đây. Ví dụ đây là cái trục tọa độ của chúng ta nhá. Đó, trục tọa độ của chúng ta, gốc tọa độ đây. Nếu vật chuyển động về phía dương của trục tọa độ, đó, về phía dương của trục tọa độ thì V sẽ dương. Còn nếu vật chuyển động về phía âm của trục tọa độ thì V sẽ âm. Đó, đây gọi là chuyển động theo chiều dương. Còn ngược lại sẽ gọi là chuyển động ngược chiều dương. Đó. Và sau đó, nếu như bài toán yêu cầu xác định thời điểm gặp nhau của các vật chuyển động, thời điểm gặp nhau, đó, xác định thời điểm gặp nhau nha, tìm thời điểm gặp nhau, thì ta cho x1 bằng x2. Đó, ta cho phương trình x1 bằng phương trình x2 thì ta sẽ giải ra được thời điểm gặp nhau. Và nếu muốn tìm vị trí gặp nhau thì ta chỉ cần thay cái thời điểm gặp nhau quay trở lại x1 hoặc x2 là chúng ta sẽ tìm được tọa độ gặp nhau của các vật. Đây là phương pháp tổng quát cho các bài viết phương trình chuyển động và tìm thời điểm gặp nhau. Còn tất nhiên, tùy từng bài chúng ta lại có thêm những cái cách giải quyết riêng ở trong bài đó.